Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2024, mặc dù chịu nhiều tác động từ thị trường thế giới, song cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được các cấp, các ngành, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện hiệu quả. Từ sự lan tỏa của chương trình đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cường các mối liên kết trong tiêu thụ hàng Việt. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, muốn có hiệu quả và gia tăng giá trị thì phải có sự liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm quy mô lớn và đồng bộ. Trong liên kết sản xuất, phía doanh nghiệp đưa ra yêu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, hỗ trợ đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật. Còn phía nhà sản xuất là nông dân, hợp tác xã phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để tạo ra sản phẩm đồng đều, chất lượng theo cam kết. Từ 3 năm nay, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã xây dựng mô hình liên kết doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương. Điển hình là mô hình liên kết bao tiêu lúa hữu cơ ruộng rươi. Nhờ xây dựng các mô hình liên kết đã giúp người nông dân gia tăng giá trị trên chính đồng ruộng của mình. Còn doanh nghiệp thì quảng bá được chất lượng, thương hiệu sản phẩm, góp phần kích cầu tiêu dùng trong nước. Ký kết hợp đồng với bao tiêu với Bảo Minh ấy, thì đã đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con là đầu ra ổn định và giống lúa đem về đã là giống lúa chuẩn chống chịu sâu bệnh và đạt năng suất cao, đã tăng thu nhập cho bà con trên đơn vị diện tích. Ủy ban huyện Tức Kỳ cũng như bà con nông dân của huyện Tức Kỳ ấy, rất muốn cộng tác lâu dài với Bảo Minh để không những bao tiêu sản xuất lúa hữu cơ mà còn rất nhiều sản phẩm khác của huyện, như huyện bây giờ hiện tại là có 34 sản phẩm ô cốp là những cái đặc sản của huyện, và năm 2024 này chứng nhận tiếp là 12 sản phẩm. Là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm đặc sản vùng miền, từ nhiều năm nay, doanh nghiệp này đã xây dựng các mô hình liên kết với các hợp tác xã và bà con nông dân trên cả nước, nhất là tại các vùng đặc sản. Việc liên kết giúp doanh nghiệp có nguồn cung ổn định, đồng thời gia tăng giá trị cho nông sản Việt. Quá trình chúng ta là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì nó đã chuyển đổi sang OCOP. Và đương nhiên OCOP là có chứng nhận. OCOP 3 sao là chứng nhận của huyện, OCOP 4 sao là của tỉnh và OCOP 5 sao là của quốc gia. Bảo Minh là liên kết chuỗi 7 nhà, nhà nước, hội đồng khoa học hỗ trợ. Nhà thứ ba là Bảo Minh tổ chức sản xuất, thứ tư là nông dân hợp tác xã làm theo đơn đặt hàng. OCOP cũng làm theo đơn đặt hàng của Bảo Minh. Hiện giờ Bảo Minh hội tụ gần 1.000 sản phẩm là OCOP. Thứ năm là các nhà bán lẻ bán đơn hàng Bảo Minh như Metro, Big CEO và bán đa kênh. Thứ sáu phải có vốn to là ông nhà banh nhảy vào, và thứ bảy lan tỏa các giá trị của 6 nhà trên phải là ông truyền thông. Thì chúng tôi là nhà founder đầu tiên tìm ra chuỗi liên kết 7 nhà. Nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, những năm gần đây, bà con nông dân trồng ngô ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã có thu nhập ổn định. Giá trị từ việc trồng ngô đã tăng lên nhờ mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp. Cái sản phẩm đầu tiên chúng tôi được công ty thu mua thì bà con rất phấn khởi. Lâu nay thì là cái cây ngô chủ yếu là để chăn nuôi, bây giờ là đã thành cái cây thương phẩm rồi. Bán ra thị trường thì cái giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích thì cũng có cao hơn. Đấy, bà con về sản xuất cũng phấn khởi hơn so với những năm trước, thì đến bây giờ là có thể là sản xuất được một năm được đến, nếu như mà theo cái thời gian sinh trưởng như cây ngô bán cho công ty ấy, thì có thể là một năm có thể là sản xuất được 3 đến 4 vụ. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thực phẩm cháo ăn liền phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Để tạo đầu vào ổn định cho sản xuất và gia tăng giá trị của nông sản Việt, doanh nghiệp đã xây dựng các mô hình liên kết với các hợp tác xã và bà con nông dân tại các vùng nguyên liệu. Với mối liên kết này, nhà nông không còn phải lo đầu ra cho sản phẩm mà có sự đồng hành của doanh nghiệp thu mua. Khi xây dựng mô hình liên kết, doanh nghiệp đã chú trọng từ quy hoạch vùng sản xuất, xác định cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đến hướng dẫn kỹ thuật, thậm chí hỗ trợ vay vốn để có được chất lượng sản phẩm tốt nhất. Với những mô hình liên kết sản xuất bao tiêu cho bà con nông dân, chúng tôi kết hợp cùng hợp tác xã, các hội nông dân các tỉnh để từ đưa hạt giống kết hợp cùng bà con để trồng trọt cũng như kiểm soát được hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát được nguồn dinh dưỡng của cây trồng. Từ đó chúng tôi kiểm tra ra hàng mặt hàng nông sản đó có phù hợp với các tiêu chí của chúng tôi thu mua hay không. Bên cạnh đó chúng tôi có những cánh đồng mẫu lớn được kiểm soát trên các tiêu chí của các chuyên gia. Từ cái mặt hàng nông sản đó chúng tôi thu mua đem tới để sản xuất cho những cái sản phẩm chất lượng nhất của chúng tôi.
Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hiệu quả của các mô hình liên kết trong thời gian qua đã giúp doanh nghiệp và sản phẩm Việt ngày càng khẳng định uy tín, vị thế của mình trên thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, trước những xung đột địa chính trị trên thế giới và áp lực cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước, khiến hàng hóa Việt Nam đứng trước nhiều thách thức. Do vậy, để hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế của mình, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được chuỗi liên kết bền vững, cụ thể là liên kết doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp phân phối để đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng nhanh nhất và thuận tiện nhất.